Em chào các bác, lô này thì em về cũng không được nhiều lắm, nhưng mà thôi cứ giới thiệu để các bác xem những cái model âm ly và loa đầu CD, equalizer, một ít thôi, để các bác là thích cái món nào thì điện cho em. Đấy, bên này là trồng âm ly đờn ông, những em đờn ông bình dân. Đấy. Những em 680R rồi những em đờ lông 390 Mark 4. Đấy. Đây 680R. Một số cái dòng đờ nông chia sẻ với các bạn. Một số cái những cái dòng đờ nông ấy. Đấy, người ta mà ký hiệu ngoài cái 680 là những cái linh kiện hoặc là những cái liên quan đến những cái yếu tố sản xuất thì người ta đặt model thì cái chữ R cuối này thì nhiều đa phần nó là viết tắt của cái chữ remote, tức là những cái đời đấy nó sẽ có điều khiển. Và đương nhiên là những cái dòng mà không có chữ R thì cũng có những cái dòng là người ta vẫn có điều khiển, nhưng mà nó tức là đây là một trong những cái yếu tố để các bác có thể nhìn đấy. Và hai là các bác nhìn âm ly nó phải có một cái mắt sensor này thì nó mới nhận khiển được. Đương nhiên hàng bãi về thì những cái này thì em không có khiển kèm đâu. Các bác nhé, kể cả những con mới khự, khiển sẽ có những anh em chuyên làm khiển. Và những cái dòng này đã đưa được âm ly về thì thường sẽ có khiển. Đấy là thường. Và những cái dòng phổ thông thì đều có hết. Đờ nông nhé, mà ấy thì có hết. Những cái dòng khô khoảng quá thì nó mới khó thôi. Còn đờ nông thì nó rất phổ thông, rất nhiều. 680R nhé, lô này em về chủ yếu là đờ nông 680R. Những cái dòng cỏ cỏ bình dân nhưng mà vẫn tuyển cho các bác hàng đẹp, hàng siêu thị rất đẹp. Đấy. Đây đời ông tiếp 690, em này cũng rất là tuyệt vời này. Đấy, em này nó cũng có cái chỉ vàng chạy tròn xung quanh những cái lúm speaker và lúm input select, tức là chuyển kênh ngõ vào và lúm volume. Đấy, về có một em siêu phẩm nữa GS9 này của Victor. Em này chỉnh tần số equalizer bằng 7 7 cái lúm đấy để chỉnh âm sắc. Nó giống GS20. Equalizer em có một ít dòng bình dân Pioneer, Onkyo, hàng cỏ cỏ. Đấy. CD thì em về những dòng cao cấp CD và giải mã nhé. 1650AZ. Giá trên dưới 9 đồng một em. Đó, còn GS20S thì giá hơn 8 đồng một em. Em này em giải mã cực hay, giải mã đỉnh cao luôn, giải bit cực kỳ rộng. Đấy. 1650AR có này, 1650AR có này. 7800 trơn này các bác này. Đấy, các bác chơi Tết khẳng định là luôn là những cái lô này em về toàn những em đẹp. Các bác bày rất đẹp. Alpha 607 này. Rồi Alpha 607 DR này. DR và Alpha nó đều là mặt gương rất đẹp. Em giải mã đỉnh đám của đàn ông này. 890D. Rất là gấu các bác nhé. 1650AL, 1650AZ này. Toàn những em nhôm đúc. Đấy. Rất là gấu luôn. Cặp 66Z và bộ này thì có anh em chốt rồi. Em để ngoài. Nhưng 66Z này em sẽ về được 3 cặp. Đều hàng đẹp nhé các bác nhé. Để các bác quan tâm thì qua em. Đấy. Đây đây đây. Những cái dòng mà âm ly mà các bác thích những cái dòng mà hi-fi stereo ấy, thì lô này chủ yếu là em về dòng hi-fi stereo chứ không có về đa kênh. Đa kênh lô trước thì cũng có một vài em. Đấy, Sansui 2000 này, dòng cổ này. Nghe nhạc vàng là 1500R này. Mặt đen này. Alpha 507XR này, mặt vàng này. 8800 hai la mã này, mặt phay nhôm này, em này chạy hai bình thí nguồn độc lập. Đấy, 7600 Mark 2 này. Đẹp như mới, nhưng em này là cổ nhá các bác nhá, mà đẹp gần như mới luôn. Pioneer A717 này. Đấy, em này thì các bác cũng biết rồi, nó chạy hai bình thí nguồn độc lập 8 so than. Đấy, 607XR mặt vàng. Đẹp long lanh luôn. Rồi các bác thích món nào thì qua sớm với em nhé. Bởi vì đây là những cái hàng đã chọn rất là kỹ để phục vụ các bác chơi Tết. Không có nhiều đâu, bởi vì đợt này nó cũng không được về được hàng các bác.
Rồi xin chân thành cảm ơn các bác.